Nhà Nguyễn, Chính Chúa 13 Vua, nhà xuất bản Đà Nẵng, tác giả Thi Long. Chúa Vũ, Nguyễn Phúc Khóa 1739 đến 1765. Hiền Chính Hầu Nguyễn Phúc Khóa sinh ngày 18 tháng 8 năm Giáp Ngọ 1714, con trưởng của Chúa Ninh và Chính Phi Trương Thị Thơ. Năm Mậu Ngọ 1738, Chúa Ninh băng hà, ngày lên nối nghiệp Chúa, lấy đạo hiệu là Tử Tế Đạo Nhân, đương thời gọi là Vũ Vương. Phú Xuân Hoa Lệ, lên ngôi xong, tân chúa cho sửa sang cung cũ và xây dựng cung mới về phía bên trái. Chính công cuộc xây dựng này đã làm cho Phú Xuân trở nên một nơi hoa lệ, tú vĩ hơn trước. Cung điện, đền đài được xây dựng nguy nga tráng lệ, vượt cao lên trên là ba lớp thành hình vuông bao bọc. Cung điện thông với bên ngoài bằng 7 ngôi cửa chính, bề thế vững chãi. Trên mặt thành, chúa cho bố trí các súng thần công. Bên ngoài phủ là phố xá, nhà cửa san sát, đường xá rộng rãi. Dưới sông Hương, ghe thuyền từ các nơi qua lại không ngớt. Phú Xuân bây giờ đã trở nên một nơi đô hội giàu có, đông đúc náo nhiệt bậc nhất ở đàng trong. Khách thương được ngoài ghé lại buôn bán, không ngớt ca ngợi. Trong phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn đã mô tả Thuần Hóa như một nơi giàu có và hoa lệ. Nhà cửa của các quan đều trầm trộ tinh vi, tường gạch vách đá, đồ đạc thì toàn dùng đồ quý giá. Màn the trướng đoàn, gỗ đàn, gỗ trắc, chén sứ bình hoa, y phục toàn gấm vóc, phú quý phong lưu rất mực. Từ binh sĩ cho đến người dân ăn chơi xa xỉ, coi vàng bạc như cát, thóc gạo tựa bùn, khắp đô thành đâu đâu cũng thấy cảnh khoe giàu khoe sang. Trên dưới thuyền kẻ qua người lại tấp nập náo nhiệt, sản vật quý thì được mọi người mua sắm. Các cửa hiệu của khách thương ngoại quốc trưng bày những mặt hàng lạ mắt, cảnh sinh hoạt từ sáng cho đến tối mới dứt, cảnh sắc thật là huy hoàng rực rỡ. Cải cách y phục. Tháng 4 năm Giáp Tý 1744, một hiện tượng lạ đã xảy ra ở Phú Xuân. Một cây sung tự nhiên nở hoa, mọi người cho đó là điểm tốt, nên các quan lại dâng biểu xin chúa chính thức lên ngôi vương. Lúc đầu chúa từ chối, về sau Trương Phúc Loan và Triệu Thần nói mãi, lại lấy lý do rằng quốc chúa trước đó đã cho đúc quốc tỷ, nên cuối cùng chúa phải thuần. Lễ đăng quang của chúa được tổ chức vô cùng trọng thể, khắp nơi răng đèn kết hoa rực rỡ. Ngày lễ đăng quang, súng thần công trên thành bắn rền trời. Chúa và đoàn tùy tùng, người kiểu hoa có voi, dân hầu đi dẫn diệu hành khắp đô thành cho dân chiêm ngưỡng. Xong xuống thuyền rồng về điền Trường Lạc, tức vì vương. Xong ngày ban lễ đại xá giữa chân chúng và tổ chức vui chơi suốt cả tháng. Lên ngôi vương, ngài cho cải cách lại triều chính cho hợp với vương vị. Một trong những cải cách quan trọng nhất có ảnh hưởng về lâu dài là cuộc cải cách y phục. Theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn thì Vũ Vương chú trọng và lệnh cho các quan dựa vào tam tài đồ hồi để làm các kiểu. Quan chức lớn thì dùng thái đoàn, mũ đồi dán vàng bạc, còn gấm vóc thêu rồng, hoa phượng không được dùng đến. Đối với dân, y phục hàng ngày thì dùng áo cổ đứng tay ngắn, lễ phục dùng áo cổ đứng tay dài và dùng ba màu trắng, xanh hoặc đen. Với lối phục sức người đàng trong đã ít nhiều khác với cách ăn mặc của người đàng ngoài. Áo thường tương đối gần giống với bồ bà ba bây giờ, nhưng hai bên nách được khâu kín từ trên xuống dưới. Còn lễ phục thì hình như tương tự với chiếc áo dài hai thân của ta ngày nay. Có người cho rằng chiếc áo dài Việt Nam có lịch sử từ đời Vũ Vương, chắc có lẽ là đúng. Ngày nay, từ đèo ngang trở vào, ta không còn thấy phụ nữ mặc váy như từ Hà Tĩnh trở ra, là do ảnh hưởng của cải cách y phục từ thời Vũ Vương là vậy. Mầm mống suy đồi. Những năm Vũ Vương cai trị đàng trong, ngoài việc cải cách về nội trị, ngoại giao và phong tục tập quán, Vũ Vương còn tìm mọi cách để mở rộng bờ cõi về phía Nam. Nhân chân lạp có nổi biến và các vua chân lạp thường sang cầu cứu Vũ Vương, đem quân sang giúp. Để nhớ ơn, các vua chân lạp thường cắt đất hiến cho ngài.
nặc ông Nguyên hiến vùng Tân An, Gò Công, nặc ông Thuần hiến Sóc Trăng, Bạc Liêu, nặc ông Tôn hiến một dải đất dài từ núi Thất Sơn đến Tần Sa Đéc, và sau đó các vùng như Kiên Giang, Long Xuyên cũng được hiến cho ta. Như vậy, cho đến năm Quý Sửu 1757, lãnh thổ của Đặng Tông đã được mở rộng như hiện nay. Sống trong cảnh thái bình thịnh trị, đời sống lại quá sung sướng và đầy đủ, phủ chúa ngày đêm không ngớt tiệc tùng ca hát, nên Vũ Vương ngày càng xa vào con đường tự tắc, bỏ bê triều chính, cái mầm suy đồi lại lấy lên từ đó. Bên cạnh Vũ Vương lúc đó là Trương Phúc Loan với nhiều tham vọng. Chính họ Trương đã đưa Vũ Vương vào con đường nữ sắc để dễ bề thao túng về sau. Một mặt Trương Phúc Loan đưa thân tính vào phủ, một mặt dùng công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Cầu lung lạc tình cảm của Vũ Vương. Vũ Vương say mê Ngọc Cầu nên để cho Trương Phúc Loan muốn làm gì thì làm. Càng ngày Phúc Loan càng trở nên chuyên quyền, nhưng Vũ Vương vẫn không hề hay biết gì. Mùa hạ năm Ất Dậu 1765, Vũ Vương Băng thọ 52 tuổi. Lăng mộ Vũ Vương được táng tại làng La Khê thuộc huyện Hương Trà, về sau được gọi là Lăng Trường Thái.